Em sẽ chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ chôn một số một dám chôn tôi. Ơn Chúa, anh đi kia đến đây cả buổi sáng nay. Em vào đây như thế này và đóng sập cửa lại sau lưng như thế này. Với lại em bị kẹt như thế này. Chân dài. Em có cầm điện thoại. Tôi bảo cái số điện thoại của mẹ đi. Ui, thì cái là ai anh nhỉ? Thì anh Sơn đúng không? Nghe âm. Để sáng ra, nghe. Sao? Sinh nhật ông à? Ông có quyền, ông thích làm gì ông à? Không, sinh nhật đấy ông. Ông có khi à. Anh đã mở ra kia. Đây là em ngoài đây. Cảm ơn các bạn đã xem clip của Lê, chào các bạn, bye bye.